Sang xin chào tất cả mọi người, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Mẹ và Sam Cuộc Sống Brazil. Ngày hôm nay thì cả gia đình mình lại ăn đồ nướng mọi người ơi. Và đồ nướng ngày hôm nay rất là nổi tiếng của người dân Brazil và rất là được ưa chuộng ở đất nước Brazil, đó là món churrasco. Thì đây là một cái món thịt nướng vô cùng nổi tiếng của người dân Brazil luôn nha mọi người. Nên là khi mà ai có dịp đến Brazil du lịch thì nên thưởng thức thử cái món này. Món churrasco là được nướng từ thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, sườn bò hay là xúc xích. Nói chung là rất là nhiều loại khác nhau nha mọi người. Và có cái hương vị chủ yếu của món churrasco sẽ có vị mặn và chua. Sở dĩ mà thịt nướng Brazil có vị mặn và chua là bởi vì khi mà nướng thịt đó, người dân Brazil họ sẽ cho miếng thịt trực tiếp lên bếp than luôn mọi người. Và họ sẽ rắc muối hột lên miếng thịt đó. Đến khi mà miếng thịt chín rồi thì họ lại cắt ra và họ vắt thêm vài giọt chanh lên nữa. Nên là khi ăn miếng thịt vào mọi người sẽ cảm nhận có vị mặn mặn, chua chua và vị ngọt từ thịt tiết ra. Nó vừa vặn và nó tròn vị lắm mọi người ơi. Đây nè, đây là thịt với lại này là tim gà nè cả nhà, đó với thịt heo với thịt bò thì xúc xích rồi nhiều lắm, mọi thứ nó nguyên một thao luôn nè cả nhà. Rồi cái này là bánh mì nè cả nhà, đây là bánh mì bơ tỏi này, nướng nó đang nó giòn giòn ngon lắm cả nhà. Này là sau xisa, là xúc xích của giống như xúc xích Việt Nam mình vậy cả nhà, tiếng Brazil gọi là sau xisa. Bây giờ mình sẽ lấy cái này ra để mình luộc thôi mọi người ơi, này trước khi nướng thì mình phải luộc lại. Còn đây là bia nè, đó mấy ông đi mua bia, chồng mình nói cái này hả phụ nữ uống được, nên là lát nữa mình uống thử xem sao, mình cũng không biết nữa. Đây nó có hai lon nữa nè, hai lon này khác nữa nè, chồng mình nói là cái này dành cho nữ nhưng mà mình cũng chưa uống thử cái lần cái bia cái loại này bao giờ cả nhà ơi. Loại này nè, nhưng mà một tí nữa mình mới uống thử mình mới biết được cảm nhận của cái này đó, bia đó chắc. Rồi bữa nay là chiến hết mình đó cả nhà ơi, tại vì chắc sẽ rất là lâu lắm mới quay lại trên núi nên là mọi người sẽ chiến hết mình trong ngày hôm nay. Thank you.
ở Brazil nhóm lửa bằng dầu ăn nha mọi người. Đây bây giờ coi coi cách nhóm lửa của người Brazil nè. Họ sẽ chế dầu ăn vô giấy, xong rồi chế lên than bắt đầu nó cháy. Thank you.
Aquí. Bluetooth mode.